Xin chào các bạn, đây là chiếc điện thoại dành cho dân FA chứ không phải là F0, F1, F3, F4 gì cả. Tại vì sao nó thế? Các bạn hãy nhìn này, đây là chiếc điện thoại duy nhất có một quần. Còn những con khác thì quần là cởi truồng thôi. Đây, khi mà mình tụt nó ra một phát, các bạn sẽ nhìn thấy màn hình chờ của nó dần dần được xuất hiện. Và có thể tháo cái nắp này ra. Theo đó, các bạn muốn khóa màn hình, các bạn lại đóng cái quần của nó lại. Đấy, khi tách ra nó trông như một cái quần què vậy. Và đây là chiếc điện thoại có tên là LG AQ. Và sản phẩm này thì bây giờ mua được sưu tầm. Và nó có 4 phiên bản với 4 tính cách khác nhau. Lạ không? Điện thoại mà có cá tính. Thì trong video này mình sẽ trên tay và chia sẻ với các bạn. Mà hy vọng là các bạn trẻ sẽ có thêm thông tin công nghệ. Bởi vì những sản phẩm như thế này bây giờ không nào làm đâu. Sơn, em có muốn lấy 100k này không? Có mình yêu cầu rất dễ thôi. Đó là các bạn hãy lên ngay gian hàng của Seven ở trên Lazada, khai trương quà tặng lên đến 100.000 đồng cho mọi người. Quà tặng 100k áp dụng cho toàn bộ sản phẩm, miễn phí vận chuyển, free ship, max cho đơn từ 45k, thời gian áp dụng từ 15 đến 19 tháng 4. Cái chiếc điện thoại mà mình đang có ở đây thì có một cái tên riêng cho nó, cho phiên bản màu vàng, đó tên là Eggy. Thì theo như nhà sản xuất chia sẻ là nó có 4 phiên bản. Thứ nhất là màu hồng là Jojo, màu đen là Soul, trắng là Wookie và màu vàng là Eggy. Thì cái phiên bản màu vàng này là rất nhạy cảm và dễ yêu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái biểu tượng của nó bên ngoài, nó là một đôi mắt. Và các bạn hoàn toàn có thể tương tác. Đây, nó sẽ mắt nó là sang bên trái, bên phải, các bạn có thể chạm vào. Các bạn thấy không ạ? Nó có rất nhiều cái biểu cảm này, lú mề, các thứ linh tinh. Nói chung là ở đây, đây là nó vui nhưng mà sử dụng nó không quá được gọi là mượt mà. Đấy là lý do tại sao con này sau nó đếch làm nữa các bạn ạ. Mặt lưng thì sử dụng một trong ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của LG thời điểm đó, cũng gần chục năm về trước rồi, là có phím tăng giảm âm lượng. Đó. Và bạn thấy là nó thiết kế rất khớp khi mà cái ngón tay anh ta được cầm một cách tự nhiên để các bạn có thể bấm này, phím nguồn này, tăng giảm âm lượng này, camera bên này. Thì tuy nhiên thì những cái này nó sẽ dễ bị chạm tay vào nhưng mà mình nghĩ là nó không quá quan trọng lắm. Khi mà chúng ta bỏ cái chiếc điện thoại LG AQ này ra thì các bạn thấy là cái giao diện bên trong của nó đầy màu sắc. Đây là một trong những cái kiểu làm giao diện rất là trendy vào cái thời điểm đó. Tức nghĩa là bây giờ chúng ta thích là kiểu minimalist, càng đơn giản thì càng hot. Còn ngày xưa ấy, là phải càng nhiều tính năng và cái sự màu mè. Ví dụ như là riêng cái phần đồng hồ thời tiết này, đấy, có một cái con AQ tên là Eggy. Nó đang chạy đi chạy lại với cái màu vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với những cái tính năng mà gọi là bắt đầu thủa sơ khai điện thoại trở nên thông minh hơn nhá. Đầu tiên là cái việc là cho phép mở khóa màn hình bằng cách chạm 2 lần, lập tức màn hình sẽ sáng lên. Và LG còn có cái hiệu ứng này này, đấy, hiệu ứng bong bóng khi chúng ta mở khóa màn hình. Và cái này là mọi người hoàn toàn có thể chỉnh được. Đấy, khóa màn hình ở đây. Đó, các bạn thấy không? Nó có những cái tùy chọn hiệu ứng màn hình này, tròn vector này, khảm này. Bây giờ mình sẽ thử cái hiệu ứng này cho các bạn xem nhá. Thao tác nhìn ở đấy, thấy chưa? Rất nhiều các cái tùy chọn. Và các bạn cũng nhận ra ngay, đó là đây chúng ta còn có gì? Chỉnh các cái phông chữ. Còn bây giờ mọi người cứ muốn để cái phông nào cho nó dễ đọc, dễ nhìn nhất là được. Còn ngày xưa này, cài thêm phông vào cho nó khác biệt của các thứ tinh là một trong những cái thói quen của mọi người luôn đấy. Hiệu ứng tắt màn hình cũng phải có luôn, là hố đen này, hay là retro rồi yếu dần. Đây mình khóa cho các bạn xem nhá. Này, xem trước. Đó, TV retro. Đấy, thế không ạ? Rất nhiều trò, những cái bây giờ không làm những cái này nữa đâu. Cũng tương tự như thế, những cái tùy chọn khác của các nhà sản xuất này cũng cực kỳ là đa dạng. Đây chính là thành thông báo trạng thái khi chúng ta kéo xuống. Lúc đó thì các hãng sẽ để cho mọi người là chỉnh độ sáng này, chỉnh âm thanh này. Chúng ta sẽ có một cái ứng dụng gọi là Quick Slide. Cái này là một trong những cái shortcut. Đấy, để cho mọi người có thể truy cập vào ứng dụng nhanh hơn. Kiểu các bạn muốn mở xem video, bấm một cái thì lập tức nó có thể chạy được đa nhiệm. LG có rất nhiều sự thông minh và cũng như là sự tiến bộ về phần mềm. Rõ ràng các bạn thấy là thời điểm đấy Android chúng ta mới chỉ dừng ở cái phiên bản phần mềm là bao nhiêu? 4.4.2 mà LG đã có những sự sáng tạo cho phép chạy đa nhiệm cửa sổ như thế này rồi. Nó lại dẫn đến một trong những cái điều quan trọng sau. Đó chính là sự lười thay đổi của LG. Các bạn thấy rồi, đây là giao diện rất là màu mè. Ngày xưa nó là cả một cái gì đấy ao ước và là thú vị. Nhưng các bạn bây giờ thấy có chán không ạ? Cá nhân mình thì ngày càng chán bởi vì sao? Nó giật, lag và ngoài ra nó đem ra một cái giao diện nó không được phù hợp với thời đại. Vậy LG thì về sau những giao diện này họ không biết cách thay đổi, họ vẫn giữ một cái nét rất riêng của mình. Dẫn việc là các thị trường này trở nên khắt khe và không được yêu thích nên các sản phẩm LG bán khó hơn, doanh số đi xuống và tất nhiên kèm với những cái phốt đó chính là việc phần cứng rồi các cái lỗi rồi đột tử rồi chết cảm ứng khiến cho những sản phẩm điện thoại LG ngày càng kén khách. Và cái sự sáng tạo của họ nhưng lười thay đổi và không phù hợp với đúng thời điểm sẽ khiến cho nhà sản xuất này bị ra đi. Và chiếc LG AQ này là một trong những cái sản phẩm gọi là mình kiếm được để cho các bạn thể hình dung về LG của ngày xưa. Samsung thời điểm ngày xưa có TouchWiz, giao diện cũng rất là màu mè. Họ thay đổi bây giờ One UI đơn giản như thế nào. rồi các bạn sẽ thấy rằng là những sản phẩm như iPhone duy trì giao diện iOS gần như không thay đổi sau bao nhiêu năm, nhưng vẫn được người ta ưa chuộng chính vì sự đơn giản như vậy. Và Apple đã có một cái hoạch định con đường rất rõ ràng. Còn các hãng đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc hay là châu Á nói chung thì đều có những cái điểm trừ như thế. Ngay cả Sony bây giờ cũng cắt giảm giống hệt như kiểu là những cái giao diện thuần Google. Thì các bạn thấy là tình hình cũng sẽ khá khẩm hơn khá nhiều. Và đây là một cái kết đáng buồn cho một hãng điện thoại như LG khi sáng tạo này, làm mọi thứ rất tốt, nhiều ý tưởng đi trước so với thời đại. Đây, kể cả giao diện đa nhiệm các kiểu họ đều làm quá hay, nhưng cuối cùng là chết luôn. Thì không biết là anh em nghĩ sao, các bạn có thích những cái giao diện kiểu thông minh, thú vị, nhiều tùy biến và hiệu ứng đẹp bắt mắt này hay không? Và các bạn đã từng dùng những sản phẩm điện thoại hay những hãng nào mà các bạn thấy tương tự như vậy? Hãy comment cho mình biết. Đừng quên truy cập vào website vậtvờstudio.vn đọc những thông tin công nghệ mới nhất. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.